Chào anh em, Flora đấu sĩ hàng đầu ở đường tà thần. Và rất là nhiều anh em muốn chơi tốt vị tướng này, nhưng điều khiến anh em hoang mang, đấu khí hay là mộc giáp, phù hiệu nào phù hợp hơn? Vậy nên TNG sẽ có một vài lưu ý để các bạn có những lựa chọn phù hợp nhé. Đầu tiên, Flora đấu khí. Anh em nên dùng đấu khí khi gặp các vị tướng máu mỏng và ít khống chế. Còn gặp nhiều khống chế và sốc đa nhanh ấy, không nên dùng. Đấu khí múa mượt hơn mộc giáp, đó là cảm nhận riêng. Giúp nhặt bông chọc chiêu 2 mượt hơn, giúp hồi phục máu tốt hơn. Tuy nhiên đấu khí sẽ khiến Flora hơi mỏng giấy, dễ bị sốc đam. Nên dùng đối đầu các kèo nhà Zuka, Omen, vì nếu dùng đấu khí, ăn kèo trên là chắc, không phải sợ. Còn Flora mộc giáp, nếu gặp các vị tướng sốc đam nhanh như là kiểu Q, Zena, Rat và team địch có nhiều vị tướng không chỉ cứng như là bọn Aether, Arome thì nên dùng mộc giáp nhá. Mộc giáp giúp Flora đỡ bị sốc đam hơn, khó bị bốc hơi hơn. Anh em mà lên thêm quả thuấn nhâm thạch nhá, có thể lao vào mở tranh để câu kéo chiêu giúp team dễ dàng đánh hơn. Tuy nhiên mộc giáp khiến anh em múa hơi khựng một chút, ý kiến riêng nhé. Nhưng vẫn ổn nếu biết múa và nhặt bông đúng cách. Nên gặp các kèo sốc đam như là kiểu bọn Zena, Q, Emery ấy, thì có thể dùng mộc giáp nếu bạn mũi yếu để giúp Flora đỡ bị sốc đam và dễ dàng ao nhây kẻ địch hơn. Và với những anh em nào mới tập chơi Flora ấy, nên sử dụng đấu khí để có những cảm giác tay chơi mượt hơn, giúp anh em có những trải nghiệm ban đầu. Anh em nên nhớ không có phụ hiệu nào phế đâu, chỉ là dùng đúng thời điểm thôi. Ad ơi, tìm cho em quả Arc VIP nhiều skin tuyệt vời đi. Thích Arc VIP là phải lấy ngay tng.shop.vn, giá lại còn rẻ, quan trọng là gì nhá. Hayate, tử thần vũ trụ, samurai huyền thoại của Ryoma, Flo tinh hệ, thanh long bang chủ, thích solo đường, chớ bỏ qua tài khoản này anh em ơi. Muốn tìm tài khoản và trang phục gì, comment dưới video, TNG tìm cho. Xem TNG chia sẻ kinh nghiệm, bây giờ lên được chiến tướng rồi, ok tuyệt vời nhá. Feedback rất là chất lượng anh em ạ. Ông nào lên được cái bậc anh gì rồi thì có thể comment được không ạ. Kể cả bạn lên được tinh anh, bạn lên được cao thủ thì cũng cứ comment nhá. Đều là những comment quá tuyệt vời anh em ạ. Tiếp động lực rất là nhiều cho TNG. Xem clip của chú làm hay quá, cháu tặng một like luôn. Ok, thank you anh em nhá. Xem xong clip của Ed muốn vào game liền. Ok, vào luôn. Xem xong quả Flora a đuôi của TNG chắc là anh em còn thích vào múa luôn đi chứ nhở. Và góc trái mình nhá. Đây là cái lối trang bị. Đúng vậy, gồm có đấu khí và cả thêm một cái lối trang bị mộc giáp gửi tới cho anh em. Thật ra trận đấu này khi mà TNG đấu với thằng Alanh với lại cái thằng điêu thuyền ấy, thì theo TNG là cầm cái mộc giáp nó hợp lý hơn. Bởi vì anh em biết đó, khi mà mộc giáp được kích hoạt ấy, mình sẽ không sợ bị bọn nó khống chế nữa. Và khi đó nếu mà kể cả là anh em bị hủy chiêu cuối, bị mất chiêu cuối, bị hụt chiêu cuối, đều có thể chơi được đúng không ạ? Trận đấu này thật là may mắn khi gặp thằng Alanh, nó non tay anh em ơi. Ok, thank you anh em đã tin tưởng tngshop.vn. Các bạn mua tài khoản trên tngshop.vn gặp sự cố thì comment video nhá. Để TNG được hỗ trợ. Đây đây đây, múa tiếp nè. Úi giời ơi, làm gì nhau đúng không ạ? Chói à? Và anh em nào mà gặp sự cố liên hệ nhân viên của Trạm Game mà 2 hoặc là 3 ngày mà chưa được xử lý cho, hãy liên hệ ngay fanpage Trải nghiệm Game TNG, link ở phần mô tả. TNG sẽ trực tiếp xử lý cho anh em. Để mà xem là nhân viên nào anh em bị xử lý chậm. Ok chưa? Đảm bảo quyền lợi 100% cho anh em nhé. Chứ nhiều ông là bị delay kiểu là nhân viên xem rồi quên trả lời đó. Một tuần mà không chịu nhắn, TNG rất là buồn. Anh em nhớ nhá, gặp sự cố mà 2-3 ngày nhân viên không xử lý cho được ấy, nhắn ngay cho TNG, link phần mô tả. Lượm luôn, lượm lúa non anh em ơi, chạy đâu. Trời ơi, không trúng hoa vào người thì trúng vào lính đúng không ạ? Thoải mái đi. Kêu đây tiếp theo nè, chúc Ed một ngày vui vẻ. Ok em luôn. Lordeon mùa này chơi được không? Không nằm trong team 1 nhưng mà muốn chơi thì vẫn chơi được. Úi giời ơi, thế nào mà nó có thể bắn một quả hoa nó đẹp như vậy được anh em ạ? So le ra hai con lính luôn, thật là tuyệt vời ạ. Úi giời ơi, làm gì nhau, định chói chân á? Chói đi bạn ơi. Úi giời ơi, chói đi nè, chói nè, chói nè, chói hộ nữa đi bạn ơi. Khổ thân bác Alanh, cứ gặp mình là oánh anh em ạ. Biết là Alanh nó khô máu khỏe rồi, nhưng mà chẳng lẽ nó không nhận ra cái sự thật là Flor này mặc dù là múa kém một tí nhưng mà KD đang là 400 anh em nhá. Mình có thể múa yếu múa kém nhưng mà tiền mình nhiều ấy, mình vẫn làm bố được. Ed ơi, ngộ khỉ bị giảm sức mạnh rồi mà. Nói nhỏ thôi. Đùa anh em tí chứ TNG chưa có ấy thông tin nào về vấn đề là bị giảm sức mạnh ngầm. Về vấn đề gì nhỉ? Về ngầm là ngầm về phần trang bị ở máy chủ nghiệm hay là vấn đề gì? Cứ phải từ từ chờ nha anh em nhá. Bởi vì bây giờ máy chủ nghiệm nhiều thông tin lắm. Lúc thì chỉnh, lúc thì hủy. Rối cả người anh em ơi. Ấy ấy, còn chiêu cuối anh em. Còn chiêu cuối, khác luôn chiêu cuối. Tiên gì bảo rồi. Đâu với mấy thể loại như kiểu Alanh hay là Q ấy,
quả chiêu cuối nó quan trọng lắm anh em ạ. Đấy, làm gì ạ? Làm gì nhau, múa luôn anh em, múa luôn. Úi trời ơi, chạy kìa. Ad cho hỏi Serica ở thế thua lên diệt thần cung hay là kiếm Mudamasa. Nếu là các vị tướng dạng kiểu như là Lavi hay là các vị tướng kiểu Elsu ấy thì TNG khuyên anh em lên kiếm Mudamasa. Nhưng là với một vị tướng cần tốc đánh nè, và một vị tướng đánh lết như kiểu Serica, và là một vị tướng có thể ôm và thủ lết được, thì TNG khuyên anh em là cứ lên diệt thần cung. TNG tin chắc là anh em để chơi được. Hôm nay vẫn chưa hết ốm nha anh em nhá, thành ra là ông nào nghe cái giọng lại đừng có trách móc TNG nhé. Xử luôn, ui nó hủy luôn chiêu cuối ở TNG anh em ạ. À, đau lòng quá, chạy thôi. Ui, cái pha này là một cái minh chứng và một cái điều mà TNG mong mỏi từ lâu, là ước gì là khi kích hoạt chiêu cuối là không bao giờ bị hủy, giống kiểu là cái cơ chế bảo hộ chiêu như là Zephyr bây giờ anh em ạ. Meta này Nagloss sao toàn dìu với S, em thấy kiếm vẫn mạnh mà. Dìu hay là kiếm là tùy trận chứ không phải là auto đâu anh em. Ơi vào luôn nè. Úi trời ơi, hay thế nhở, cú hút đỉnh chát thế nhở. Được của nó anh em ạ, vừa kéo vừa hút. 10 điểm cho anh Grack nhá. Công của anh hết đấy, em không tranh đâu. À, TNG bảo rồi, gặp cái địch sốc đam là cấu đỉa căng quá ấy, thì các bạn phải có dìu nhá mới có thể dễ chơi được, chứ có phải là trận nào các bạn cũng auto dìu hay là auto kiếm đâu, đúng không? S chỉ em cách đi mid farm vàng sao thì hiệu quả đi. Bây giờ chỉ đi ganh liên tục về là bị đồng đội chén sạch lính. Ok nhá, vào ngay clip của TNG. Một clip nói về đường dứa mạnh, và TNG còn nói sơ qua về các mẹo giúp anh em có thể đi đường dứa tốt nhá. Hoặc là cái gì ạ? Năm cái gì ta? Trời ơi, làm nhiều video quá quên khuấy mất rồi. Cái gì năm điều chứng tỏ anh em trình đi mid con gà ấy. Đấy. Search trên YouTube là như vậy nhá, thì bạn sẽ tìm được cái đường mid của anh em. Và sắp tới TNG sẽ ra một cái series là các nỗi khổ của những anh em đi đường. Ở đấy TNG sẽ làm về cái đường giữa đó, và khi đó mời bạn coi clip đấy, TNG sẽ giải đáp thắc mắc và gợi ý cho anh em đầy đủ cách tối ưu cái lượng vàng khi bạn đi mid nhá. Nhưng mà về cơ bản ấy là các bạn phải biết đọc map, phải biết khi nào gank được để mà cắm trại ở dưới đường, đúng không ạ? Đường có thể đường sâu, đường top, và khi nào là các bạn phải về luôn khi mà các bạn cảm giác không gank được. Đôi khi các bạn chỉ cần phục kích ở đường giữa thôi anh em ạ, tức là phục kích ở mấy cái bụi thôi, chứ không hẳn là chúng ta cần phải lao lên đánh nhau hay là phải đi gank thật là xa, đúng không ạ? Hay là phải cắm trại ở đấy. Đương nhiên cũng một phần là phải do ý thức của thằng đồng đội nữa. Đồng đội nó không ý thức thì chịu thôi à, đúng không ạ? Không ý thức thì nói bằng rời nhá anh em nhá. Thế thôi, tranh thủ farm của đồng đội để mà hạn chế bất thọt. Ad ơi, sau khi lên được thương long và phức hợp thì Lưu Bố lên thêm món đồ gì? Hôm nay vừa coi xong Vgaming và TDT ấy, thì bớt có cầm con Lưu Bố gặp ngay VRS thì đúng là đùa rồi, kèo bị khắc chế mà anh em. Thì các bạn chắc xem qua lối trang bị của em bớt rồi đúng không? Thì đây là cái lối trang bị mà TNG lên nè. cầm ma tính nha anh em nhá, oánh khô máu luôn. Thì TNG lên đao chiều này, lên choi nếu mà cái địch phép căng nè, và cả đồ rừng luôn cho anh em gợi ý tham khảo nhá. Ông nào chưa kịp coi ấy thì tua lại để mà pau lại nhá, sau đây là lắp vào game và chơi thôi. TNG cũng là một người chơi Lưu Bố hơi bị nhiều đấy, và băng xả hơi bị phê đấy. Hôm trước vừa làm clip Lưu Bố xong nè, anh em chưa coi có thể vào coi lại nhá. Nhưng mà hình như ở trong top 5 cơ. Ở trong các vị tướng khó chỉnh sửa đúng không ạ? 5 vị tướng khó chỉnh sửa TNG up vào ngày 1 tháng 4 đây. Đây, chạy đâu bạn ơi? Úi trời ơi. Ui, bị đóng băng kìa. Vio dùng bảng 16% tỷ lệ chiến mạng hay là 36% sát thương chiến mạng? TNG nói thẳng luôn là ý kiến cá nhân thôi, là TNG thích dùng bảng 36, kiểu bắn lết cho nó phê đó anh em. Đương nhiên là dùng bảng 16 chẳng sai đâu, mỗi cái bảng đều đó có lợi ích của nó, nhưng mà TNG thích lợi ích về sau hơn. Ôi, anh em để ý nhá, khi các bạn để ý lính ấy, thì các bạn phải lia map để mà check xem là đồng đội cần bạn hỗ trợ không. Và thực sự chứng minh là đồng đội bảo là đéo. Đấy, tao cân hết. Đấy, anh Ngộ cân hết anh em ạ. Cay thế nhở, đáng ra là phải đợi tôi một chút chứ, anh em lại làm thế thì buồn lắm. Nhiều khi chán anh em ạ, nhiều khi mình chỉ muốn đồng đội nó gà một tí để mình được gánh. Nhưng mà khổ quá đồng đội xanh anh em ạ, thế mới buồn. Ad ơi, Ad thử gợi ý cho team hợp với Hete đi. Bạn lên giải coi là trận đấu nào mà các đồng đội họ chơi Hete nhá. Có nhiều trận đấy, chứ còn TNG toàn đi đánh đơn thôi à. Gợi ý nó không được sâu sát bằng anh em đánh giải. Và đó chính là phần lo nha anh em nhá.